shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Nó cay mình nhá. Hay lắm. Qua đây anh xây chú này. Ok à? Cái đậu xanh này. Coi chừng cái đầu nhá. Cẩn thận không vỡ đầu. Để qua này. Láo anh à? Mày hỏi vào trong, tầm này anh em phải ngồi hỏi vào trong nhá, được không bom nổ. Cái đậu. Yes. Thằng bé định để qua ha. Láo thật. Ok anh em. Trận này, trận cuối điện thoại nha anh em. Trận thận xíu. Không rất xanh, buồn lắm. Không ạ. Tôi cảm giác mình nản hẳn luôn ấy. Ok các bạn. Được rồi. Không có ai à? Qua. Lập đồ. Ví dụ săn mà anh em. Trời đúng không? Hợp lý. Đồ này thì ổn rồi nha anh em. Ui nhiều đồ thế. Thao hồ mà lượm này. Trời này, MP10 này. Đậu xanh này chất lượng anh em ơi. Vì máu nhiều lắm. Mình nghĩ là mình sẽ phải lượm thêm. Đã từ đây này, quá nhiều. Thế đã xuống chưa này. Vì máu đi. Đi anh em. Ổn rồi. Lên tròi ngồi tiếp. Hợp lý nhá. Việc nhẹ lên cao rồi đây. Lên tròi ngồi tiếp. Ê. Hơi ngáo, có vẻ hơi cuống anh em ạ. Hơi cuống với các anh. Chuẩn bị đến anh điện thoại, hơi cuống tí. Rồi ok. Em ơi, suýt lên điện thoại, đây là trận kim cương bố nha em. Còn 17 điểm nữa. 17 điểm nữa anh lên điện thoại. Thằng đó gạ chảo gì hả? Không, nó chạy qua sơi mà. Gạ chảo gì tuần này em. Đã chạm thấy anh cũng kêu luôn. Bởi vì nhá, tầm này nhá, trận cuối anh lên huyền thoại rồi. Đây, bây giờ là 12:25, kẹo nữa còn thức để leo rank anh em ơi. Và 1095 người xem này. Theo dõi trận cuối lên huyền thoại của kẹo. Trận này mình cần cộng 17 điểm. 17 điểm mới lên được rank. Phải sống cực kỳ dai anh em ạ. Các bạn nha. 12 20 tuổi anh em ngồi đây. Ngồi đây yên vị thôi, mình không muốn chết sớm đâu. Trận cuối cảm giác dã man thế. Một đứa chạy vào, thấy rồi. Thấy rồi nhá. Nó đứng đấy làm gì vậy? Làm gì vậy? Đậu xanh này. Mẹ suýt đai. Cái chân. Cái chân. Yes, xong. Được. Chưa có giảm thanh. Phát hiện ra một sự thật, mình chưa có giảm thanh. Vãi cả trường. Thì nữa xem lượm ít. Lượm thêm ít đạn xuống trường. Bo vẫn ngon. Được. Bo ổn. Tầm này bo vẫn ngon. Mình không nên ra ngoài vội làm gì cả. Canh nữa ở dưới thôi. Đây ở dưới mình có thể ăn được. Cái đậu xanh này. Vào nhà, cái đậu xanh này. Xong, 3 kill, hợp lý, ngồi thủ. Nếu như tiếp tục duy trì cái tình trạng thi đấu thế này. Ok, cái tâm lý thi đấu này, mình nghĩ là trận này là huyền thoại. Yes, tồn tại top 15, chờ bao thu thôi anh em ơi. Nghe giọng anh, em nhớ lúc em mới biết chơi game hả? Trận cuối lên điện thoại nha mọi người. Cảm giác nó cứ sao, nó nôn nao lắm anh em ạ. Mình chơi tổng cả phải tầm khoảng là 10.000 trận đấu Free Fire rồi. Nhưng mà trận này chưa bao giờ được huyền thoại cả. Trận này trận cuối nha anh em. Mùa này mình nổi hứng lên 4 ngày. Mình cày từ Bạch Kim 1 lên huyền thoại luôn. Trận này trận cuối rồi. Mới đang ở trong top 14 thôi. Chúng ta sẽ phải sống dai và kêu nhiều hơn nữa. Trông có vẻ đơn giản, anh em chỉ cần lên tròi và ngồi, nhưng mà nó khá là áp lực. Thì nữa tranh thủ lượm thêm ít đạn xuống trường là hợp lý. Yes.
mình đang hơi thiếu đạn súng trường. Tí đậm thêm. Bông ke được có 6 quả. Nghe có mùi sợ lì. Mình không hề sợ lì nhá. 4 ngày mình cày từ kim từ bạch kim 1 lên ngày hôm nay trận cuối huyền thoại nhá. Toàn chơi solo nhá, không có nhờ gọi là chơi team gì cả hoặc nhờ ai kéo cả. Tất cả anh em mình theo dõi mình ngày hôm nay đều leo rank huyền thoại thần tốc mà anh em. Kẻ được có sợ lì đâu. Lúc nào mình bảo sợ sợ lì là mình sẽ sợ lì, còn cái này là không sợ lì đâu nha anh em. Tuần này mình chờ bắt thu thôi. Bây giờ không còn người đâu. Ổn phết. Ok mọi người. Cấp 13. Nãy thằng Việt theo nó cắt mạng của anh em mình. Cấp 12 rồi. Bó thủ ở đâu? Để còn chạy bó nào. Bó thủ ngay trên. Mình có đây mình lượm thử ít đạn xuống trường này anh em. Đây rồi. Thôi anh em, let's go, let's go. 140 viên, 140 viên mình nghĩ là đủ rồi. Không thiếu đâu. Hôm sau đây này, lựa thêm xíu đồ ngon. Nghe có vẻ hợp lý. Có giảm thanh không nhỉ? Thế này không có giảm thanh. Đậu xanh, khoai phết. Có đứa nào chạy không? Không, thằng này không có đứa nào chạy cả. Chỗ này, là cái gì vậy? Là cái xe, của xe máy. Đi ngay, tầm này lên vào bò thôi. Có 11 rồi. Cố gắng sống dai thêm tí nữa. Phải sống dai thêm tí nữa mới ổn được nha anh em. Không biết có đứa nào ở trên không? Chắc là có. Trên mình không có đây. Đậu xanh. Không có thật à? Được, ngon. Quá ổn. Tầm này quá ngon rồi anh em ơi. Top 9 rồi. Bao ủng hộ. Mình không còn mì nữa. Chỉ còn liệu với lại bông keo thôi. Cầm sẵn cái này đi. Ra sau nhà. Check xung quanh. Không còn ai phía sau nữa. Ok. Một đứa đã bị hạ. Dùng to cái bo lên. Lần này anh em sẽ phải chạy lên trên nhá. Đi các bạn ơi. Đến lúc chúng ta phải di chuyển rồi. Mất tí máu. Không sao. Đến lúc chúng ta phải di chuyển rồi. Tách con gấu đi anh em. Chơi cho tự tin. Hai đứa đã bị hạ vì bo. Top 7. Xuống ra thì nữa. Rồi ok. Top 6. Hàng rào. Vãi cả trường. Hàng rào này, không qua được. Vãi trưởng rồi nha em ơi. Rồi. Hơi hoảng tí bởi vì hàng rào không qua được. Đậu xanh. Qua đây. Phía sau. À, phía sau có người. Bây giờ mình sợ bọn ở trên thôi. Lên anh em. Mình lúc lên rồi. Có bay bóng kem anh em. Lo gì chẳng qua là mình sợ góc trên cho nó có vị trí tốt hơn ấy. Cho nó sấy mình. Sợ mới thế thôi. Một đứa ngay góc trên này. Cái đậu xanh. Đậu xanh em ơi. Láo này. Thích láo không hả em? Dựng bóng kéo hả? Cái chân cẩn thận. Rồi ok. Dựng bóng kéo hay góc. Ổn. Đúng rồi. Mà mình không phải ở trong bo. Cái đậu xanh nhà nó. Phải trong bo các anh em ơi. Phải trong bo các anh em. Dựa một góc chỗ này. Nghe có vẻ hợp lý nhở. Được. Cái chân. Cái chân em ơi. Cẩn thận cái chân nhá. Cẩn thận cái chân này. Rồi sao. Dã man anh em. Bên trên bằng nhau có vẻ gắt. Có hai đứa nữa. Hai đứa ở trên cả. Đến lúc đẩy lên rồi các bạn ơi. Bò thu 20 giờ nữa bò thu. Bên này có một đứa à? Nghe có vẻ càng phết.
Đây đây, thấy được rồi. Thấy được rồi, ngay mà nó vừa lấy lên. Thằng bé kia vừa lấy lên này, đây rồi. Nó vừa lấy lên, hay lắm. Kia đâu vậy? Kia đâu vậy? Mình chưa thấy nó. Chơi tròi, nó chơi tròi. Trong bo rồi nhá. Đây rồi, tưởng ở đâu? Tưởng chú ở đâu cơ? Yes. Trận cuối, lên anh huyền thoại. 5 kill top 1, tuổi gì? Yes. Khá đa anh em ơi. Yes. Lên anh huyền thoại. Vô địch luôn. Nha. Yeah. Đậu xanh này, cậu ông này, top 1. Ten ten. Huyền thoại. Yeah, tuyệt vời. Hôm nay ngủ ngon rồi nha.